phòng á. Trong phòng á? Có chuyện gì vậy? Đừng tới khúc cao trào, anh phải nghe tiếp đi. Nhiều chuyện thiệt chứ. Ra ngoài! Nguyên hả? Ủa, Quang hả? Ủa, chị. À, Nguyên nhà em lấy đồ giùm cho nó. À, vậy hả? Mà cậu có biết chừng nào Nguyên về không? À, em cũng không biết chừng nào nó về nữa. Nhưng mà em thấy nó buồn lắm. Chưa bao giờ mà em thấy thằng bạn em nó buồn dữ vậy á. À. Lỗi nha, đợi một lát nữa Lâm Chi nó ngủ á, cô canh cô tháo sợi dây ra cho. Dạ không sao đâu cô, chắc tại là Lâm Chi có tình cảm nó mới vậy thôi à. Thì đó, cái con nhỏ này nè, tính tình nó ương bướng vậy chứ thiệt ra nó sống tình cảm lắm. Cô chỉ sợ là Tâm Anh nó đau, nó thấy phiền thôi. Dạ không sao đâu cô. Để về gặp thằng Nguyên đó chứ. Cái thằng này bữa nay không biết giận dỗi cái chuyện gì, đi mấy ngày rồi không chịu về nữa. Bữa nay con có rảnh không? Giúp giùm cô với. Dạ, sao vậy cô? Con giúp giùm cô chạy qua nhà thằng Quang, kêu thằng Nguyên về đây giùm cô nha. Dạ, dạ, con đi liền. Ôi, Tâm Ý. Ủa, mình đâu có kêu nó đi liền đâu. Làm cái gì mà nó đi gấp vậy? Chưa có nấu đồ ăn xong mà. Chị về đi, thằng Nguyên nó không về đâu. Vậy cậu nói với Nguyên là cứ về nhà đi. Tôi sẽ không để cậu ấy thấy mặt tôi đâu. Dạ. Hai người muốn nói gì á, tự xuống dưới nói đi. Bạn bè gì kỳ á? Nè, không lẽ bây giờ tính không nói chuyện đến lúc chị đi luôn hả? Keep my hand here on your back.
Nhưng mà bạn đâu có thích mình nằm trên giường bạn đâu. Tại sợi dây thì thôi. Nó lẹ đi. Cũng ôm một căn gói bông được chứ. Thích con nào lấy đi. Mình chọn cái này. Trời ơi, mà cũng biết chọn ghê. Ủa, mà con này tên gì vậy? Elizabeth. Tên gì dài ngoằng vậy, khó kêu quá à. Trời ơi, mà không biết hả? Tên vậy á, nghe mấy xoan. Mình đâu có thấy sang gì đâu. Nè, tao hỏi mày nha. Giữa Lê Tâm Anh và Elizabeth, cái nào đẹp hơn? Đâu mà xin lỗi, lúc đó mẹ cũng có lỗi mà. Vậy là mẹ không có giận con đúng không mẹ? Mẹ ngồi đi, mẹ ngồi đi. Mẹ kể tiếp cái câu chuyện còn dang dở cho con nghe đi. Thằng mẹ thiệt à, đúng là bà Tám thiệt mà. Mẹ biết tính con mà. Vậy cái câu chuyện còn lại là sao mẹ kể cho con nghe nha. Hai người chịu khó mình đi bộ một chút ha. Bị nhà hàng cũng gần đây thôi. Mà coi như xe đậu thì hơi xa chút. Đâu có sao đâu anh. Đi bộ một chút cho nó đẹp dáng, sáng ra. Ghê hả? Tới nhà hàng rồi kìa. Trời ơi. Chạy xe cái gì? Mày chạy cái gì? Chịu gì vậy mày? Xe kiểu gì vậy? Trời ơi. Sao anh không đỡ em mà anh lại đỡ cổ? Không, tại vì bất ngờ quá mà anh thuận tay trái nữa. Phải trái kiểu gì kỳ đó. Trời với dế đi nha. Không. Anh, sao anh không đỡ chị? Tôi nhớ là anh thuận tay phải mà. Bị gì cái bàn tay bên này á, thích nắm cái bàn tay của bên ấy chứ không phải bàn tay của bên kia. Trời ơi, y như là phim hài vậy á trời. Vậy là từ hàng chi á, từ đó tới giờ ít khi nào con thấy cô Thu tới trường lắm luôn á. Phải, bởi vì cô Thu á, ta được chuyển khoa một trường khác rồi. Chuyển đâu mà chuyển, chẳng qua là nhờ ba với mẹ cho nên cô Thu mới làm sùm lên á. Thì có chuyện đó mà con còn nhớ nữa hả? Vậy chuyện đó là sao hả mẹ? Sự việc lần này liên quan đến khu đất ở nhà thể thao. Vì vậy cho nên Lệ Liễu, con cáo già, cô là đồ cáo già, tại sao cô làm vậy chứ thôi? Thu à, cô hãy bình tĩnh lại rồi hãy nói nha. Cô là đồ bị ổi, cô là đồ vô liêm sỉ, tại
sao cô lại lừa dối tôi hả? Tại sao? Cô khùng hả? Đúng, tôi bị khùng cho nên mới để hai người quen biết nhau. Đáng lẽ tôi phải phát hiện ra từ cái hôm mà đi ăn mới đúng. Hai người tưởng hai người sẽ hạnh phúc lắm hay sao? Giật cổ người khác một cách trắng trợn như vậy mà hạnh phúc sao? Đúng là tình yêu xét đánh thiệt chứ. Em như giọt rượu nồng dìu ta vào cuộc mộng. Em như vạt lụa đàng. Ôi trời, ông có sao không? Không, tôi đang mơ giấc mộng dài. Cái ông này. Vậy thì con cũng sẽ không đi học luôn. Ê, con nhỏ này quá. Con đi giỡn ăn đòn phải không? Hơi lì quá mà. Bây giờ tháo ra liền không? Không, con không tháo. Cô ơi. Hả? Con có cách này nè cô. Cách gì? Ủa? Sao ngừng quay rồi? Nhỏ này dám thích chơi bỏ chốt hả? Làm chi? Em hát cái gì? Ngồi xuống, tập trung làm bài. Ý, quay vậy nè. Ủa, chị có cần em phụ gì không? Không cần đâu, chị làm được rồi. Ủa, chị không mang cái áo khoác đó đi hả? Em thấy còn mới mà. Cái áo đó mà mới hả? Cũ xì, nên bỏ đi thì có. Ê, mày đang làm lơ tao hả? Mày nên nhớ là tao chưa cho phép mày đi thì mày không được đi đâu nha. Ý trời tao dơi.
Cậu nhất định không chịu nói chuyện với tôi hả? Tôi ở đây đâu còn bao lâu nữa. Tôi hy vọng chúng ta sẽ vẫn vui vẻ cho đến lúc tôi đi. Chị có thể không đi được không? Dạ con nghe nè mẹ. Bao nhiêu vậy mẹ? Mẹ đừng có lo nha. Con cũng tính trả phòng để về nhà mình nè. Con sẽ gom tiền con đi làm rồi tiền dành dụm, với lại tiền cọc của phòng nữa. Con sẽ gom lại hết để trả nợ cho nhà mình mà. Mẹ đừng có lo. Dạ con biết rồi. Con biết tự lo cho mình mà. Vậy nha mẹ. Dạ. Chị nghe nói hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của em phải không? Dạ chị. Em cảm ơn chị thời gian qua đã giúp đỡ cho em nha. Không có gì đâu em. Cho chị gửi lên tiền lương tháng này nha. Em cảm ơn chị. My à, anh xin lỗi nha. Anh lỡ nói địa chỉ làm của em cho anh Sĩ biết rồi. Tại anh thấy anh Sĩ tội nghiệp quá. Cái anh này. Dạ chào anh cần gì ạ? Làm ơn cho tôi hỏi có cô Diễm My làm việc ở đây đúng không ạ? Dạ đúng rồi, nhưng cô, mà cô rồi à? Cô mới vừa nghỉ việc ngày hôm nay ạ. Cô mới chạy đi. Dạ cảm ơn chị. Năm trước á, thì doanh thu của chúng ta đã tăng lên được khoảng 15% rồi. Nhất là món cơm tấm ngũ sắc Minh Ngọc đang rất được nhiều người ưa thích. Tất cả đều là nhờ công của anh Ngọc hết á. Anh Tú nói quá à, em đâu có công sức gì đâu. Nhưng mà tôi thấy á, dạo này mấy cái công ty khác đó, họ chuyển cái hình thức ăn uống tiện lợi rồi. Còn mình thì tính sao? Dạ chuyện này thì tất cả mọi người chưa có giải pháp hay sản phẩm gì mới thôi sếp. Ba, hay là mình làm thêm cơm hộp đi ba. Cơm hộp? Dạ. Con mới xem bản khảo sát, theo thống kê thì cho thấy hiện tại bây giờ đa phần nhân viên văn phòng á, họ ăn trưa bằng cơm hộp cho tiện. Mình sẽ làm những loại cơm hộp khác với những công ty khác sản xuất, bằng cách là mình sẽ bán ra những chỗ bán thức ăn nhanh để thăm dò thị hiếu của khách ra sao. Ý kiến hay, thông minh đột xuất. Sáng ăn trúng cái gì hả? À chứ vậy quá. Chi ơi, mình tháo sợi dây ra một chút được không? Mày định tháo ra rồi bỏ trốn đúng không? Mày không có đâu, mình đâu có bỏ trốn thiệt mà. Làm sao tôi tin được mày? Vậy thì móc méo đi, chỉ khi nào mẹ cho mình đi thì mình mới đi. Thiệt đó.
Thôi khỏi đi. Mày mà bỏ trốn là biết tay tao á. Mày hiểu tính tao mà. Thuận tao thì sống, không thuận tao thì chết. Mình biết rồi, cảm ơn bạn. Mày đừng có mong mà bỏ trốn. Mình biết rồi mà. Ủa? Em về hả? Em mới về. Ủa anh Sĩ có qua tìm em không? Anh Quốc, anh mà còn vậy một lần nữa Lan không có tha cho anh đâu á nha. Anh xin lỗi, tại vì anh thấy anh tội nghiệp quá. Em biết rồi. Có ý kiến gì không? Không. Anh xin lỗi, mốt anh không dám vậy nữa đâu. Dạ thưa ba, đây chỉ mới là phương hướng tóm tắt thôi. Ba coi là giùm con có được chưa? Ba thấy có bộ được đó. Con coi cho tiến hành thử nghiệm thử ha. Dạ. Ngày mai đi với ba giữ cuộc họp ban giám đốc nghe chưa? Dạ, sao con phải tới đó? Tới đó họp chứ không phải tới chơi con à. Dạ không phải, ý của con muốn nói là ở đó toàn là giám đốc không á, con tới đó làm chi ba? À tức là ý con nói là con muốn làm phó giám đốc suốt đời chứ gì? Dạ. Làm ơn đi học có lớp kinh doanh ngay từ bây giờ cho tôi. Để lỡ sau này ba có về hưu thì con phải đứng ra con đánh giá cả một công ty. Dạ, ý của ba là... Oh yeah, oh yeah. Chúc em làm việc một ngày tốt lành nha. Nhà con có chuyện gì hả? Dạ, nhà con đâu có chuyện gì đâu cô Liễu. Cô Liễu cũng biết á, là mọi người ai cũng yêu thương con hết mà. Sao tự nhiên đột ngột cũng đòi chuyện về nhà vậy? Dạ, tại vì á, con ở trên đây lâu quá, cái con cảm thấy con nhớ ba mẹ con quá à. Với lại ba con nói á, ở dưới đó có công việc hợp với con lắm cô Liễu. Con chuyển về nhà cũng được, nhưng mà lâu lâu á, nhớ ghé lên đây chơi nha. Dạ, con biết rồi. Đây, cô trả lấy con tiền cọc nha. Em ơi gì vậy? Con có chuyện này quan trọng lắm luôn nè. Chuyện gì? Bà nói có thể bà sẽ thay đổi vị trí phó giám đốc của anh. Cái gì? Anh ơi, anh tỉnh dậy. Nói em nghe coi gì vậy? Hả? Em lỡ tai thôi mà. Cái gì vậy? Tại sao bà lại thay đổi vị trí của anh? Anh đi chọc giận bà đúng không? Không phải. Bà nói là năm sau bà sẽ nhường công ty lại cho anh rồi bà về hưu. Cái gì? Anh nói lại em nghe coi. Em lỡ tai thôi mà. Anh nói chào chị, em mới tới. Mới tới em. Em vô thay đồ đi. Mà chị ơi, hôm nay chị cho em xin làm tới 9 giờ thôi nha chị. Ủa sao vậy em? Em làm thêm đi, thêm một tiếng nữa chị trả thêm tiền cho em. Dạ thôi chắc để lần sau nha. Tại hồi nãy em xong em chạy thêm chốc nữa. Kiếm tìm tiền chứ chạy xô dữ hàng. Dạ. Em nghe nè anh Julian. À dạ không, anh không có cần chờ cơm em đâu. À với lại anh dặn mọi người á, tối nay á khỏi chờ cửa em luôn nha. Dạ dạ, bye bye anh. Trời, ăn trúng diện miếng nữa, nhanh đi. Nhanh đi mà, trời tôi chịu hết nổi rồi, về bệnh viện đi. Cũng phải từ từ. Trời ơi, nhanh mà từ từ cái gì, nhanh đi. Tôi chịu hết nổi rồi. Hết nổi cái gì không biết. Nhanh đi mà, trời, tôi ăn xin đó, tôi không dậy ơi, Thấy chưa, tại ông không đó, xém xíu nữa tông người ta đó. Nè, giới thiệu giùm em nha, cho bạn bè cùng thưởng thức nha. Anh uống thử giùm em đi. Đệ nhất dưa hấu. Đi về nhanh giùm em đi anh. Sống, chịu hết nổi rồi. Ở đây, chết máy hả, mau dẫn bộ qua đi anh. Mùi thơm ha.
Chào chị, em mới tới. Mới tới em. Em vô thay đồ đi. Mà chị ơi, hôm nay chị cho em xin làm tới 9 giờ thôi nha chị. Ủa sao vậy em? Em làm thêm đi, thêm một tiếng nữa chị trả thêm tiền cho em. Dạ thôi, chắc để lần sau nha. Tại hồi nãy em xong em chạy thêm chốc nữa. Kiếm tìm tiền cho chạy xô dữ hàng. Dạ. Em nghe nè anh Sulen. À dạ không, anh không có cần chờ cơm em đâu. À với lại anh dặn mọi người á, tối nay á khỏi chờ cửa em luôn nha. Dạ dạ, bye bye anh. Ăn trúng diện miếng luôn, nhanh đi. Nhanh đi mà, trời tôi chịu hết nổi rồi, về bệnh viện đi. Cũng phải từ từ. Trời ơi, nhanh mà từ từ cái gì, nhanh đi. Tôi chịu hết nổi rồi. Hết nổi cái gì không biết. Nhanh đi mà, trời tôi ăn xin đó, tôi ông dậy ơi, ông dậy ơi. Thấy chưa, tại ông không á, xém xíu nữa tông người ta đó. Nè, giới thiệu giùm em nha, cho bạn bè cùng thưởng thức nha. Anh uống thử giùm em đi. Đệ nhất dưa hấu. Đi về nhanh giùm em đi anh. Sống. Chịu hết nổi rồi. Ở đây chạy chạy máy hăng bao chặn bộ qua đi anh. Mùi thơm ha, mùi thơm ha. Đệ nhất dưa hấu. Sống tự nhiên, cân bằng hạnh phúc. Trời chắc chắn. Ngon lắm á anh. Cái gì ăn vỏ trên mặt kìa hoài cũng không có tốt đâu. Tôi là người từng trải, tôi hiểu cảm giác này mà. Cứ vậy hoài cũng không được gì hết á. Nghĩ là bạn nên trân trọng những ngày này đi. Chị cũng sắp đi rồi đó. Ha. Anh chờ em trước cửa nhà. Mình gặp nhau một lần đi. Không gặp được em, anh sẽ không về đâu. Nhanh nhầm em đi anh. Chị hết nổi rồi. Ở đây chạy trên máy hăng bao chặt. Chiều nay em về luôn. Sau khi em kết thúc xong đợt quảng cáo sản phẩm cho công ty của em á. Hai anh yên tâm đi, chắc chắn em sẽ về thăm hai anh mà.
Còn Harry, chắc là phải nhờ hai anh chăm sóc cho em rồi. Bao giờ mà em ổn định rồi á, em sẽ về đón Harry đi. Được mà, để tụi anh lo cho. Em cứ làm xong đi, rồi về em cứ đi tụi anh. Tụi anh sẽ chờ. Dạ, không cần chờ đâu, em đang ở ngoài bến xe luôn. Với lại hai anh phải vui lên thì em đi em mới vui chứ. Sao tự nhiên hai người nói chuyện không ra hơi vậy trời. Nè, mấy anh em mình ôm nhau một cái đi. Gì vậy? Hai anh mặc vậy sao em đi được? Em cảm ơn anh. Em chúc số của mình nó kinh doanh phát đạt nha. Ừ, khi nào lên nhớ ghé nha em. Dạ, em chào anh em đi. Ừ, bye bye. Bye bye, đi mạnh giỏi nha. Dạ, bye bye chị. Bye em. Đúng rồi đó, còn nhớ là phải bỏ nước đầu, pha nước đừng có nóng quá nha con. Dạ, con xin phép cô, con đi ra ngoài nha cô. Con cứ lo công chuyện của con đi. Nè, từ giờ trở đi á, công chuyện nhà con đừng có lo tới, cứ lo việc riêng của mình đi nha. Đúng rồi đó, bây giờ đã có bà với cô rồi, con không phải lo dọn dẹp với lại nấu nướng nữa đâu. Lo công việc của mình đi nha. Thôi, uống nước đi con. Nguyên, ông đi chơi rồi tôi hả? Thôi bạn chơi đi, tôi ra tiệm net. Khi nào về nhắn tôi về chung. Ừ, để đi chứ nha. Tôi đã từng ước mơ sẽ cùng chị được học tại ngôi trường đại học này. Chúng ta sẽ cùng nhau đến trường, cùng nhau nghe giảng, cùng nhau đến thư viện. À quên, cùng nhau ăn ở canteen ngôi trường này nữa. Ước mơ của tôi chỉ có vậy thôi đó. Nếu được vậy thì tốt quá rồi. Cho nên là tôi mới dẫn chị đến đây để thử cảm giác mình là sinh viên của ngôi trường này. Hai bạn là tân sinh viên đúng không ạ? À, dạ dạ đúng rồi. Có thích guitar không? Tham gia câu lạc bộ guitar nhân văn chúng tụi mình nha. Cảm ơn các bạn. Dạ. Dạ dạ được rồi ạ. Cảm ơn. Hát tiếp nào các bạn. Muôn chiều đi trên con đường này, hoa điệp vàng trải dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi, đụng về nước mắt sao lãng phai. Hình như là họ bị trễ giờ thì phải. Họ là cặp bồ đó. Hả? Cặp bồ là gì? Đó, là một cặp á. Hay là mình cùng giả bộ trễ giờ giống như họ đi. Ê, trễ giờ rồi, nhanh lên, nhanh lên. Ừ, mình đuổi theo họ đó. Ừ. Đừng nói thầy cô trong tình ta. Đệ nhất dưa hấu, đệ nhất dưa hấu. Sống tự nhiên cân bằng hạnh phúc nha chị. Cảm ơn chị nhớ giới thiệu giùm em nha, cho bạn bè nha. Đệ nhất dưa hấu, sống tự chị. Chị cầm giùm em tờ đó đi. Anh vô đây thử, uống nước miễn phí nè. Dạ, dạ, dùng thử. 100% là thiên nhiên nha. Cân bằng hạnh phúc, sống tự nhiên cân bằng hạnh phúc cùng đệ nhất dưa hấu. Đệ nhất dưa hấu. Ngon anh. Uống ngon anh. Ủa em, hát sao em cả? À dạ dạ. Đệ nhất dưa hấu. Lấy chanh nè. Mi, 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 chê.
Anh Thi, đi cấp cứu giúp em. Tất cả những gì ở trường ngày hôm nay là hoài bão. Tôi dựa vào. Kể từ ngày có em bé thứ ba, hình như ba mẹ tôi ngày càng hạnh phúc hơn và cảm tưởng họ cũng muốn